Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 gắn với triển khai thực hiện quyết định số 217 và quyết định số 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân. Qua kiểm tra cho thấy hai đơn vị đã thực hiện nghiêm các nội dung theo quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện bảo đảm theo quy định, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm. Công tác nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận xã hội, định hướng thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh được chú trọng thực hiện và đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên và củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần bảo vệ Đảng, xây dựng đất nước phát triển bền vững. Các thành viên trong đoàn kiểm tra và các đại biểu tham dự buổi kiểm tra đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 35 và các quy chế, quy định của Bộ Chính trị trong thời gian tiếp theo.